chào các bạn đã quay trở lại với kênh kỹ thuật xử lý nước. Thì hôm nay mình sẽ trình bày một cái hệ thống xử lý nước cấp. Cái hệ thống này có thể được ứng dụng để xử lý nước cấp cho một cái khu vực vài ngàn hộ dân, ví dụ như một cái làng hay là một cái xã chẳng hạn. Thì cái hệ thống này nó bao gồm 5 cấp lọc và 2 cấp khử trùng. 5 cấp lọc của nó thì bao gồm là lọc tự động rửa ngược, lọc với đa vật liệu, lọc với than hoạt tính và lọc qua trao đổi ion, và cột lọc cuối có kích cỡ micromet. Hệ thống này có hai cấp khử trùng là cấp khử trùng bằng đèn UV và khử trùng bằng chlorine. Thì quá trình xử lý nước của cái hệ thống này là như sau. Đầu tiên, nước đầu vào sẽ đi qua một cái y lọc với chức năng là loại bỏ những cái rác để nhằm để bảo vệ bơm. Ở đây thì chúng ta thấy có hai cái bơm cấp nước đầu vô với mục đích là một chạy một dừng, mà chúng ta có thể tiến hành làm bảo trì hoặc là sửa chữa cho một cái bơm dừng mà không làm gián đoạn cái quá trình xử lý nước của hệ thống. Tiếp theo, nước sẽ đi qua một cái cột lọc gọi là cột lọc tự động rửa ngược. Nó gọi là tự động rửa ngược bởi vì sau một thời gian nước đi qua những cái tấm lưới lọc, nó sẽ làm cho cái tấm lưới lọc đó nó bị nghẹt và nó làm cho giảm áp suất, thì cái cột lọc nó sẽ tự động rửa ngược trở lại làm cho cái tấm lưới lọc đó nó sạch, thì người ta gọi là cột lọc tự động rửa ngược. Sau đó nước sẽ tiếp tục đi vào một cái cột lọc gọi là cột lọc đa vật liệu. Nó gọi là đa vật liệu bởi vì trong cột lọc thì nó chứa nhiều loại vật liệu lọc, nó chia thành nhiều lớp. Đối với cái cột lọc này thì nó có cái lớp sỏi ở dưới tầng dưới cùng để thu nước, lớp cát ở tầng giữa và lớp trên cùng là lớp vật liệu lọc. Mình có thể lựa chọn tùy thuộc vào cái tính chất của cái nước đầu vô của mình. Ví dụ như nước đầu vô có nhiễm nhiều sắt thì chúng ta có thể dùng hạt DMI, hoặc là nước đầu vô bị nhiễm mangan thì chúng ta có thể làm dùng cát lọc mangan cho cái lớp này. Cái việc xác định vật liệu lọc nó sẽ tùy thuộc vào cái tính chất nước đầu vô của mình như thế nào. Tiếp theo là cái cột lọc than hoạt tính. Cái chức năng của cái cột lọc này là sẽ loại bỏ các cái chất hữu cơ tan trong nước. Sau đó nước sẽ được tiếp tục bơm qua một cái cột lọc có chứa các cái hạt nhựa để trao đổi ion. Thì các cái chất thành phần ô nhiễm trong nước nó sẽ tồn tại hai dạng, là dạng không tan lơ lửng trong nước sẽ được loại bỏ bởi các cái cột lọc đa vật liệu lọc tự động rửa ngược, và những cái thành phần mà tan trong nước dưới dạng ion thì sẽ được loại bỏ bởi cái cột lọc có chứa các cái hạt nhựa trao đổi ion này. Sau đó nước sẽ được đưa qua cái cột lọc cuối. Trong cái cột lọc cuối này nó có cái lõi lọc có kích cỡ ở dạng micromet để lọc những cái thành phần cuối cùng trước khi cấp nước vào hệ thống. Tuy nhiên, nước trước khi cấp đến đường ống và đi vào hộ dân sử dụng thì cần phải khử trùng. Ở đây họ có hệ thống đèn UV để khử trùng diệt vi sinh có trong cái thành phần nước hiện tại. Ngoài ra thì họ còn có hệ thống châm clo vào trong nước để đảm bảo là khi cấp nước trên đường ống nó không bị nhiễm vi sinh.
Đây là tủ điện điều khiển của hệ thống để điều khiển hệ thống chạy dần theo mong muốn của mình. Ở đây thì họ chưa có lắp những cái thiết bị cảm biến lên hệ thống. Thì chúng ta cùng xem lại cấu trúc của một cái hệ thống xử lý nước cấp nó như thế nào. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thấy hữu ích thì nhấn like và share kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn.